La Mềm Vũ lúc này khóe miệng co giật. Không, ta không đi, ta muốn nhìn người là yêu ta nhiều một chút vẫn là thương bọn họ nhiều một chút, bọn hắn lấy được là cái gì? Tiền Lỗi lúc này khắp khuôn mặt là nụ cười, lúc này coi như là làm Mềm Vũ đánh cho hắn một trận, đoán chừng hắn đều là cảm thấy là thoải mái. La Mềm Vũ cầm lấy cái thứ hai hộp đưa cho Lưu Phong, đây là một cái hộp gỗ nhỏ. La Mềm Vũ nói, Phong tử cái này ngươi sau khi trở về lập tức súng, đây là một đoạn vạn năm thiên thanh đằng, cùng với sinh mệnh thường thanh đằng có chút sống, đều là đỉnh cấp tiến tháo. Khác biệt chính là sinh mệnh thường thanh đằng gia tăng là sinh mệnh lực lượng, nó gia tăng thì là thân thể tính bền dẻo, vạn năm thiên thanh đằng một cái là trợ giúp người đột phá đến tứ hoàn, vững chắc cảnh giới, một cái khác sẽ để cho thân thể của người trở lên cứng cáp hơn. Ta ngày hôm nay phân công cho nhiệm vụ của người, cần thân thể của người càng cường nhận hơn. Hiền Vũ cái này quá chân quý, Lưu Phong lúc này không có đưa tay ra đón. Theo lúc trước Tiền Lỗi nhận được cái kia là hắn có thể nhìn ra được, làm Hiền Vũ đưa ra đồ vật đều rất đắt. Lam Mộng Cầm là nhịn không được chen lời nói, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy huy chương, cái này lại muốn bao nhiêu tiền? Lam Hiền Vũ nói, cùng với mập mạp cái kia không kém bao nhiêu đâu, còn huy chương là lịch chờ một lúc nữa nói cho các người biết. Hắn vừa nói một bên cầm trong tay hộp gỗ nhét vào Lưu Phong trong tay. Lưu Phong cầm lấy cái hộp hơi hơi cúi đầu. Phản ứng của hắn không có tiền chồng chất khỏa trường như vậy, nhưng vành mắt đã đỏ lên. Làm Mềm Vũ lúc này mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cầm lấy một cái hộp. Đó là một cái hình tròn kim loại hộp. Làm Mềm Vũ lúc này đưa cho Nguyên Ân Huy Huy. Huy Huy, cái này cho ngươi, đây là tạo giúp người chọn, là phi thường thích hợp với ngươi một loại thiên tài địa bảo vạn năm cấp bậc, chính là vọng xuyên thủy thủy lỗ. Vọng xuyên thu thủy lỗ có thể cực lớn trình độ đề cao nhãn lực của ngươi, đối với tăng lên hồn lực cũng không nhỏ trợ giúp, hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên một cấp hồn lực, cho ngươi khoảng cách 60 cấp thêm gần, mà lại ngươi luân hồi chỉ nhãn nó có tầm bố, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Sau khi trở về, người hấp thu ra lập tức, đưa nó dùng đi. Đúng vậy Phong tử Huy Huy, các người hấp thu ra thời điểm đều đi Hải Thần Hồ. Tại Hải Thần Hồ hấp thu thiên tài địa bảo, có làm ít công to hiệu quả, có thể tăng cường dược hiệu, làm cầm bổ sung sinh mệnh năng lượng thời điểm. Nơi đó cũng có đủ nhiều sinh mệnh năng lượng, số tiền này không thể tiết kiệm, bằng không có lỗi với chúng ta cái này một chút đồ tốt. Cảm ơn Hiền Vũ ca ca. Nguyên Ân Huy Huy lúc này cũng không có khách khí, cao hứng bừng bừng một thành tiếp nhận hộp. Lam Mộng Cầm lúc này lần này không nói chuyện, bởi vì vạn năm vọng xuyên thủ thủy lộ loại thiên tài địa bảo này nàng đã biết đến. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh do một loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Lam Mộng Cầm ở thời điểm này đã cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ nhét vào trong tay của nàng rồi nói, đây là cho ngươi, ngươi hai loại võ hồn đều cần mạnh mẽ tinh thần lực lượng làm duy trì. Trong này là một đóa hoàn chỉnh vạn năm kim dương hoa, có thể tăng lên tinh thần lực, vững chắc tinh thần trị hải. Giống như bọn hắn, ngươi cũng đi Hải Thần Hồ hấp thu, đêm nay liền đi, mau sớm tăng lên. La Mộng Cầm lúc này không lên tiếng, cúi đầu nhìn trong tay mình hộp gỗ. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, La Mềm Vũ cuối cùng nhìn về phía của Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu cũng đang nhìn hắn, trong mắt đẹp song sắc lưu chuyển, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, đồng thời còn mang theo vài phần uy hiếp, giống như là đang nói, nếu là ta sở với bọn hắn là kém hơn thì người chết chắc rồi. La Mềm Vũ đem một cái ngọc chế hộp đưa cho nàng rồi nói, vạn năm huyền băng túy đêm nay liền đi uống, ngày mai cần lực lượng chiến đấu của ngươi. Nghe được vạn năm huyền băng túy mấy chữ này, Đống Thiên Thu hết sức kinh ngạc, nàng dĩ nhiên biết đây là cái gì, đây cơ hồ là đỉnh tiên băng thuộc tính loại thiên tà địa bảo. Trong truyền thuyết đã từng có một đầu lười biếng băng tầm sinh hoạt tại trong có vạn năm huyền băng túy địa phương, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, không biết dùng bao nhiêu thời gian, vậy mà tu luyện đến hiếm thấy trăm vạn năm cấp độ, từ đó thoát thai hoàn cốt, đây chính là bình thường nhất hồn thú. Vạn năm huyền băng túy thứ này thật sự tốt tồn tại, đừng nói là vạn năm, coi như là ngàn năm nàng cũng chưa từng thấy qua. Vạn năm huyền băng đều là thiên tà địa bảo, vạn năm huyền băng túy cái kia chính là không kém hơn 10 vạn năm thiên tà địa bảo tồn tại. Ghen ghét ta ghen ghét, Lam Mềm Vũ, Lam Mộng Cầm lúc này thật sự có một chút ghen ghét Đống Thiên Thu, nàng cũng có bằng thuộc tính dĩ nhiên biết vạn năm huyền băng tủy ý vị như thế nào. Lam Mềm Vũ tặng hắn một cái rồi nói, số lượng có hạn lần sau gặp được lại mua cho ngươi, Thiên Thu là thuần túy bằng thuộc tính hồn sư cho nên ưu tiên cho nàng. Hừ, Lam Mộng Cầm lúc này bĩu môi nói, cho ta có tiền mua cho ngươi, Tiền Lỗi vội vàng bùng ra. Ngươi, chờ ngươi có tiền, cái kia thì lúc nào có đây? Lam Mộng Cầm tức giận nói, Tiền Lỗi trong mắt hào quang lấp lánh rồi nói, rất nhanh tin tưởng ta. Lam Mộng Cầm nói, không cần, ta làm gì muốn ngươi đổ vật. Tiền Lỗi cười hăng hắc rồi nói, sau này hãy nói, chờ ta có thể thực hiện thời điểm lại nói.
Hắn là Mộng Cầm cũng không để ý, mặc dù nàng không biết là huyền vũ này vạn năm huyền băng tùy là dùng nhiều ít huy chương đổi lấy, nhưng giá cả khẳng định cao đến dọa người. Có điều mọi người phát hiện ra một vấn đề, vậy liền là đồ tốt đều điểm qua, mỗi người đều có thể trên mặt bàn còn có mấy cái hộp. Lão đại, còn lại những cái này người chính mình sao? Tiên lỗi hỏi gió. Lam Huyền Vũ lắc đầu rồi nói, không, cũng là của mọi người. Đối chiến năm thứ tư trận đấu này coi như là dùng huy chương nện, cũng muốn nện thắng. Đêm nay ngoại trừ mập mạp bên ngoài, các ngươi đều đi hải thần hồ hấp thu tà cho các ngươi những vật này, điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai đối chiến năm thứ tư chúng ta tất thắng. Tất thắng. Lưu Bảo Xuyên yên lặng ngồi tại trong chính mình phòng minh tưởng bên trong, cảm thụ được thiên địa nguyên lực đối với tự thân tầm bổ thể xác tinh thần trầm tĩnh. Những lúc này hắn không có minh tưởng, mà là xuyên thấu qua mái vòm nhìn lên trên mặt trời ngôi sao, ánh mắt có một chút mê ly. Hắn ở chân, trên người có hại đạo dữ tận vết sẹo, theo bả vai một mực kéo dài đến dưới nách. Hắn nhớ rất kỹ rõ ràng, trận chiến kia nếu như không là đồng học không tiếc hết thảy cứu hắn, chẳng qua là cái kia một thoáng liền sẽ muốn mệnh của hắn rồi. Thật sâu vết thương còn mang theo độc tố, dù cho trải qua hệ trị liệu hồn sư toàn lực trị liệu, những độc tố này vẫn lưu lại ở trong cơ thể của hắn, lưu lại cái này hai đoạn dọa người vết sẹo. Đối với hai cái kia một cái trước mắt phát sinh sự tình, trí nhớ của hắn vô cùng khắc sâu. Hắn theo trong hôn mê tỉnh lại về sau, liền quyết định dù như thế nào đều sẽ không lại nhường cho bạn học của mình vì chính mình trả giá đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Bạn học của hắn thiếu ra một cánh tay, lấy trước mặt khoa học kỹ thuật là làm không được nhường cánh tay phát sinh, trừ phi thực lực đi đến thần cấp, đồng thời có rất nhiều sinh mệnh năng lượng mới có thể, cho nên bạn học của hắn không thể nào không đối lại thực trạng cánh tay. Chuyện này đối với hắn mà nói là một cái mãnh liệt kích thích. 16 tuổi, bọn hắn đến mới 16 tuổi, liên lạc tại trong dạng này hóa quý, bạn học của hắn lại trở thành người tàn tật, nhưng bạn học của hắn cười nói cho hắn biết, đây là đáng giá dùng một cánh tay đổi ra một cái mạng, tinh tế thế nào là đều đáng giá. Có thể là hắn thật sự không cam lòng, ngày mai có một trận đấu, nghe nói đối phương vẫn là năm nhất, cho nên có thể trên lên chàng 4 người. Lưu Bảo Xuyên nói với chính mình nhất định phải thắng, thắng liền có thể thu được một cái đi tới tinh linh tình xem lễ dành ngành. Hắn đã từng đi qua hồn tú tinh cầu, thật sâu hiểu rõ điều này có ý vị gì, lần này xem như lễ tuyệt không tầm thường. Năm thứ tư danh ngạch đã thuộc về hắn, nhưng hắn còn nhất định là phải hướng bên trên khiêu chiến năm lớp 5. Hắn không có nửa điểm nắm bắt, cho nên mong muốn bảo đảm ra một cái danh ngạch, vậy thì nhất định là phải chiến thắng năm nhất. Hắn sẽ đem cái này danh ngạch cho vị bạn học kia, nghe nói vạn năm trở lên hồn cốt là có cơ hội trợ giúp đứt khoát chi mọc lại. Mặc dù chỉ có thể là tuyến khả năng, nhưng nếu như là thành sự thật, vị bạn học kia khẳng định là những có cơ hội tài cuột mọc lại, thậm chí còn có tốt hơn kỳ ngộ. Cho nên đối chiến với năm nhất, hắn dù như thế nào đều muốn thắng. Xin lỗi rồi, học đệ. Mặc dù các ngươi còn nhỏ, thế nhưng mà ta nhất định là sẽ toàn lực ứng phó. Lưu Bảo Duyên hai mắt nhắm lại, thân thể bị một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang bao phủ, khi thế bỗng nhiên tăng lên. Sáng sớm, Tiếu Khải lúc này đi về giảng đường về sau, liền theo Lam Minh Vũ trong tay tiếp đến 4 tờ giấy ghi phép, phân biệt là điểm lưu phong, là mộng cấm, đống thiên thu cùng với Nguyễn Ân Huy Huy. Tiếu Khải nhìn xem trước mặt Lam Minh Vũ rồi nói, trận chiến ngày hôm nay nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, năm tứ tư ra sân người, lớn như không có ngoài ý muốn khẳng định chính là Lưu Bảo Xuyên, tư liệu của hắn người hẳn là đã nhìn qua. Lam Minh Vũ gật đầu. Đúng vậy, Lưu Bảo Diên học trưởng hiện tại 68 cấp, thực lực đã tiếp cận với thất hoàn, nhất tự đấu khải sư võ hồn là thất bảo đao, hệ cường công. Đúng vậy, đây là mặt ngoài số liệu, người học qua rất nhiều liên quan tới võ hồn lý luận tri thức, hắn phải biết tên chứa thất võ hồn rất khó là tu luyện tới bát hoàn hồn sư. Trong lịch sử tối cường hệ phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp liền là như vậy, nhưng cũng mang ý nghĩa có được cái này võ hồn hồn sư tại trong thất hoàn bên trong đều là đặc biệt cường đại. Toàn lực bùng nổ là Lưu Bảo Xuyên, lực lượng công kích cường đại, không phải là các người có thể ngăn cản, Tiếu Khải nói xa. Đang trước hai trận đấu, Tiếu Khải đều không có cho làm mình vũ bọn hắn cái gì chỉ đạo tính ý kiến, nhưng trận đấu này hắn nói rất nhiều. Tiếu lão sư yên tâm, cái này chút là đều hiểu. Làm nhiệm vụ lúc này nghiêm túc nói ra, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Buổi sáng ngày hôm nay hắn xuất ra 65 miếng màu tím huy chương, quăng lại nằm nhất bên này thời điểm, hồi báo so ra đã cao hơn tới 1 so với 2,3. Đúng vậy, lần này cơ hồ không ai cảm giác đều bọn hắn có thể chiến thắng. Nơi này dù sao cũng là học viện sử lệ khác, mỗi cá liên cấp đều có mạnh mẽ tinh anh. Lưu Bảo Xuyên cảnh giới nhìn qua cùng với năm thứ 3 mạnh nhất đường vũ cách không sai biệt cho lắm.
nhưng hắn nhận quá mà luyện vượt xa đường vô cách. Mặc dù giữa hai người không có cảnh giới bên trên lớp khoảng cách, nhưng nếu là lục hoàn cấp độ này, một kém một cấp hồn lực khác biệt là cực lớn. Chính như Tiếu Khải nói như vậy, toàn lực bùng nổ Lưu Bảo Xuyên, đơn giản là công kích lực lượng cũng không phải là nằm nhất bất luận cái gì người có thể ngăn trở.